Rồi, mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em lên cái clip này để giao lưu với cả nhà mình một lô mai sắn bonsai mini ha. Mini ở bàn gọn thôi. Thì đầu tiên làm vô cây số 1. Cây số 1 là một cái cây mai sắn rất là già, rất là dễ thương ha. Đấy. Rất là già luôn. Cái này em ghép được tầm khoảng 4 tháng nha. Thì, cây số 1 mở bát thì em giao lưu với cả nhà với cái giá là 350.000 đồng. Bên em bao phí ship cả nhà mình ha. Đây, rất là dễ thương. Rồi, qua tới cây mã số 2. Cây mã số 2 cũng là một cây rất là dễ thương à. Nó không có lớn lắm nha cả nhà. Này cây mini nè, nhưng mà nhỏ dễ thương đấy. Thì cái cây mã số 2 này thì em xin giao lưu với cả nhà với cái giá là 450.000 đồng nè, em bao phí ship cả nhà mình ha. Cây rất là quái, rất là dễ thương. Đấy. Rồi, qua tới cây số 3. Cây số 3 là một cái cây, cây này to hơn cây kia nha. Cũng là cây mai sắn nhưng mà nó to hơn nè. Cây này em cũng giao tôi lưu là 450 luôn. Cây chân dài ha. Cái thân nó rộng khoảng 2 tấc. Chân dài. Cây này giao lưu cả nhà mình với giá là 450.000 đồng, em bao phí ship cả nhà mình luôn. Đấy, rất là dễ thương. Rồi, qua tới cây số 4 nè. Cây số 4 là một cái cũ đấy rất là kinh nè. Kinh chưa? Cây số 4 này thì em giao lưu với cả nhà mình với giá là 800.000 đồng, em bao phí ship cả nhà mình ha. 800.000. Cây này cái bệ nó rất là dữ. Đặt sạch luôn nè. Mặt sau thì không bằng nha. Sao không bằng nhưng mà mặt trước rất là đẹp. Đấy. Đấy. Cây số 4 là 800 bao phí ship. Qua cây số 5. Cây số 5 giao lưu với cả nhà mình giá là 400.000 đồng ha. Cây rất là dễ thương. Dựng cái đọt cao ha. Anh em nào muốn chơi sụ sụ con này. Dựng đọt cao khoảng 3 tấc nha cả nhà. Từ cái đọt, cái này là cái đọt ghép không cao khoảng 3 tấc á. Đấy, anh chị em nào có muốn lấy bo, lấy bo. Lấy bo thì cắt ngang đây được rồi, chừa cái này sụ xuống ha. Thì cây này là 400.000 đồng bao phí ship. Rồi, cây cuối cùng là cái cây số 6. Xin giao lưu với cả nhà mình giá 500.000 đồng ha. Cây này cũng to nè. Cũng to mà rất là mạnh nè. Cái bo rất là lực luôn ha. Giờ em vừa chơi em vừa lấy bo được luôn. Thì cây số 6 là cái giá là 500.000 đồng. Quay xương lại cho cả nhà mình cùng xem ha. Rồi, tạm biệt cả nhà mình ha.